bạn không thể vừa đòi là bạn khởi nghiệp và bạn sẽ vừa có nhà, có xe, vừa có thời gian để đi du lịch, vừa có đi chơi uh, vừa có cuộc sống thoải mái trên Facebook như mọi người và bạn không thể nào mà vừa làm việc này, vừa làm việc kia được Startup hay còn gọi là khởi nghiệp đang là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ hiện nay nhưng mà startup thành công thì đếm trên ngón tay thôi cho nên là ở podcast số 7 lần này của Gen Z đã mời đến anh Trần Viết Quân là Founder của Tanca để chia sẻ thêm về kinh nghiệm cũng như là lĩnh vực startup up này. À, xin chào mọi người, mình là Quân Trần. mình đến từ uh, Tanca, một nền tảng quản lý nhân sự. Thì nói thêm cho những bạn nào chưa biết á, thì Tanca là một cái uh, ứng dụng khá là quen thuộc với lại nhân viên văn phòng khi mà đến cũng như là rời công ty. À, bọn mình thì uh, bắt đầu với một cái phần mềm là quản lý uh, chấm công và sau đó thì bọn mình phát triển nên thành nền tảng quản lý nhân sự cho các doanh nghiệp ở trên toàn cầu. Được biết là anh Quân là cựu sinh viên của trường khoa học xã hội và nhân văn ừ. khoa văn thì không biết là tại sao anh lại uh, chọn cái lĩnh vực sản xuất phần mềm để mà mình start up ừ. cái đó có phải là nằm trong kế hoạch dự tính của anh hay không hay là anh có thấy là cái quyết định của mình nó quá là liều lĩnh hay không thì uh, năm ba đại học thì mình uh, thì đó mình đang làm bên uh, đoàn đoàn khoa ừ. thì uh, mình mới uh, thấy rằng là À, các cái bạn sinh viên á, họ không có biết là cách để thiết kế các cái banner hay là các cái ừ. rôn ở trong các chương trình của đoàn đó và thứ hai là mình thấy ngày xưa thì photoshop vào năm 2004 nghìn năm thì nó cũng là rất là mới là yeah. nên mình xin ba mình đã đi học về photoshop thì sau khi mình vô học, học photoshop xong á, thì về mình bắt đầu mới thiết kế những cái tấm thiệp mình tới cái tấm thiệp thì mình tặng cho mấy bạn gái ở trong trường đó thì khi mấy bạn bảo là ủa cái này nó lạ quá tại vì hồi xưa người ta không biết là một cái hoa hồng người ta muốn chuyển sang cái màu tím hoặc là một cái màu ừ. màu đen thì người ta không biết làm sao thì bọn mình làm photoshop mình in ra mình 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 tặng thì khi mình tặng thì mình thấy ủa sao có nhiều người tặng thì thì họ mới gọi là họ thích thì mình mới bắt đầu nghĩ ra cái việc đi bán thì khi bắt đầu đó ngày 8 tháng 3 thì mình bắt đầu là in nhiều tấm và mình đi khắp trường nhân văn để ừ. mình bán thì mình cũng có người mua. Đó là cái thương vụ đầu tiên trong Chúng cuộc hả? đời cái việc là mình bắt đầu bán được sản phẩm. Ừ. Thì khi mình mình bắt đầu bán được sản phẩm rồi thì mình lại thấy ồ cái ngày hay đó, thế là mình bắt đầu đi học. đâu rồi, mình chỉ học Photoshop căn bản và Photoshop nâng cao thôi. Sau đó thì mình học toàn bộ cái pho, cái lớp gọi là thiết kế web. Thì khi mà mình ra trường thì mình À, kết hợp với một người bạn của học đó là đại học công nghiệp bốn thì mình bắt đầu là bán các cái website thì mình ừ. bán được 2 đến 3 website là bắt đầu bán được từ tấm thiệp đến các website thì mình mới thấy là cái ngành công nghệ thông tin là một ngành rất là hay và mình rất là may mắn khi mà mình cái công việc đầu tiên của mình ra trường là làm tại fpt Ừ. và ở cái bộ phận là truyền thông của 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 FPT ừ. thì cái việc mà được làm tại FPT tại thời điểm 2007 2008 á là một trong những cái thời điểm mà FPT họ cũng rất là nổi ừ. nhưng mà cái điều hay là mình được gặp rất là nhiều cái bộ phận phòng ban mà từ đó thì giúp cho mình hiểu thế nào là việc phát triển cái phần mềm hoặc là các cái công nghệ và nó nhen nhói trong cái trong cái, cái 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 mong muốn trong cái, cái cái ước mơ của mình là có thể xây dựng được một công ty mà sử dụng công nghệ để phát triển hoạt động kinh doanh của mình anh là cổ sinh của khoa văn ừ. thì không biết là những cái kiến thức văn chương cũng như là những cái um, kiến thức về lý luận văn học đó, nó ừ. có giúp ích gì cho anh khi mà anh làm cái lĩnh vực startup hay không à mình thấy nó cũng là một sự khác biệt đó. nếu mà các bạn có thể thấy là nếu như 10 bạn làm startup công nghệ thì có thể là đến 7 bạn là xuất phát từ ngành công nghệ thông tin để phát triển lên à, những cái bạn mà ở ngoài ngành để để làm công nghệ thì rực như rất ít à, vậy thì cái điều gì nó sẽ là khác biệt à, bọn mình nghĩ là ở cái cái lĩnh vực mà ngành khoa học căn bản như uh, trường khoa học sự dân văn thì họ sẽ sẽ chỉ dạy cho những cái sinh viên về những khoa học căn bản và những khoa học căn bản đó thì nó giúp cho mình có chiều sâu hơn có nghĩa là mình sẽ nhìn nhận các vấn đề theo hướng chiều sâu hơn và cái vấn đề của mình nhìn nhận nó khác biệt so với các cái cái, cái cái nhóm ngành khác ví dụ như ngành công nghệ thì chúng ta sẽ nhắm đến cái việc công nghệ bạn có công nghệ gì rồi bạn sẽ phát triển như thế nào nhưng mà khi bọn mình làm ở mình học ở trường nhân văn và mình làm ở truyền thông marketing thì mình sẽ nhìn nhiều hướng hơn về thị, thị trường mình sẽ đánh giá xem thử là thị trường nó có đủ lớn hay không, phân khúc nào là cái phân khúc của mình có thể nhắm đến, khách hàng tiềm năng của mình là ai và làm như thế nào để nó gắn bó giữa từ cái sản phẩm đến cái hoạt động tiếp thị thì mình sẽ hiểu hơn là khi mà mình xây dựng một sản phẩm nó là gắn liền với quá trình tiếp thị đầu tiên rồi. Bởi vì nếu mà bọn mình nhìn nhận sai á, thì khi mà một sản phẩm đi ra thị trường thì nó sẽ không đúng cái cái khách hàng mình muốn và mình sẽ không thể nào mình bán được hàng và đó là cũng là cái sai lầm mà của rất là nhiều stop là họ nghĩ rằng là họ sẽ có công nghệ a không nghệ b, b để giúp giải quyết nhưng mà thực tế ra là thị trường họ không cần những cái công nghệ như vậy thì đấy là một cái điểm khác biệt mà khi mà một người học ở cái ngành khoa học xã hội nhân văn với một bạn ở khoa học tự nhiên khi mà bắt đầu khởi nghiệp ở lĩnh vực công nghệ Thì qua cái câu chuyện Khởi nghiệp của bản thân anh đó, thì anh có cái góc nhìn cũng như là những cái suy nghĩ gì về um, câu chuyện khởi nghiệp của các bạn trẻ hiện nay như Gen Z tôi à, thú thật thì đến bây giờ bọn mình cũng đã thất bại 4 lần rồi và mình cũng không sẵn là mình có thành công với cái lần khởi nghiệp này hay không um, tuy nhiên thì mình thấy là nó là một cái một cái công việc nó rất khó nó rất khó nó không nó không phải dành cho mọi người nó không phải là trào lưu mặc dù mọi người sẽ bảo là chúng ta đi nên đi khởi nghiệp đi chúng ta nên đấy được tất nhiên là một quốc gia nào mà có nhiều các cái công ty khởi nghiệp hơn thì cái quốc gia đó nó có cơ hội để có thể tăng trưởng nhờ những cái ý, ý, ý tưởng sáng tạo nhưng mà mình nói là nó không phải phụ thuộc trong với mọi người vì nó rất là gian khó nó mất rất nhiều thời gian mất rất nhiều công sức và cái quan trọng là bạn phải biết cân bằng có nghĩa là làm sao để cân bằng thời gian của mình làm sao cân bằng các mối quan hệ làm sao để cân bằng dòng tiền hoặc là làm sao để cân bằng rất là nhiều thứ. À, như vậy mình nói là à, mình thì không cổ xí là mọi người hãy khởi nghiệp nhưng mà mình thấy là những người nào mà cảm thấy đó là cái điều mà thật sự thôi thúc mình để phải làm một cái điều gì đó à, cho có thể là ở, bắt đầu ở một tư duy là mình muốn làm giàu cho bản thân hay là mình muốn làm một cái điều gì đó lớn lao hơn cho 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 xã hội và nó là cái điều mà đau đấu với mình thì và mình có thể hy sinh nhiều hơn có nghĩa là cái cái tính cân bằng rất khó cái thời gian đầu bạn mình bạn phải làm việc mười mấy tiếng liên tục và nhiều năm trời bạn không có thu nhập thì bạn có chấp nhận một cuộc sống như vậy không thì rõ ràng là là không sẽ không có nhiều người nhưng mà nếu mà cái điều gì đó đang thúc đẩy bạn phải thực sự làm được điều đó thì hãy cứ mạnh dạn và tiến đến. Ừ. Còn nếu bạn thấy là chỉ để theo một trào lưu hoặc là theo một xu hướng để mình phải khởi nghiệp thì mình nên là không nên. Nếu như mà có một cái bạn trẻ nào đó ở ngoài kia đang rất là muốn khởi nghiệp và thí dụ như em đi, em ừ. đang rất là muốn khởi nghiệp thì có ừ. biết là anh có uh, những cái chia sẻ nào thì cái lời khuyên của mình là hãy tìm kiếm thật kỹ cái mô hình của bạn ở trên toàn cầu ừ. và đánh giá cái mức độ khả thi nếu mà bạn làm ở việt nam dạ yeah. như hồi nãy anh có nói là um, mình phải uh, biết cân bằng mọi thứ như là về uh, cuộc sống cá nhân rồi cuộc sống uh, uh, để khởi nghiệp thì um, khi mà anh làm ra tan ca thì uh, không biết là tan ca của anh lúc đó với bây giờ nó có uh, nó đã như thế nào nó có khác biệt nhiều hay không khởi nghiệp thì nó sẽ có hai cái bài toán mà gần như rất khó để phải giải quyết thứ nhất là bài toán quả trứng con gà ừ. bạn không biết cái gì trước cái gì sau bạn nhiều khi bạn phải giả định một cái trước một cái sau nó liên tục xảy ra đi việc đó ở tất cả các bộ phận hoặc là tất cả các vấn đề uh, và nếu mà không giải quyết được bài toán quả trứng con gà thì rất là khó cái thứ hai là bài toán uh, của việc cân bằng thì tất nhiên ở đây nó sẽ cân bằng vào mỗi thời điểm khác nhau ví dụ như bây giờ bạn à bạn không thể vừa đòi là bạn khởi nghiệp và bạn sẽ vừa có nhà có xe vừa có thời gian để đi du lịch vừa có đi chơi vừa có cuộc sống thoải mái trên Facebook như mọi người và bạn không thể nào mà vừa làm việc này vừa làm việc kia được gần như ở giai đoạn đầu bạn gần như phải Người ta nói là phải tập trung 100% đến 200% vào một cái việc gì đó để bạn phải tập trung và bạn biết là cần phải tập trung nhiều thời gian vào đó. Như vậy là bạn phải chấp nhận là bạn phải hy sinh thời gian của mình nhưng mà cái thời điểm của bạn đó thì bạn có, có cân bằng được hay không? Ví dụ như là bạn không có tiền cho vợ trong một thời gian rất dài, như vậy là gia đình bạn có chấp nhận hay là ừ. vợ con bạn có chấp nhận hay không? bạn sẽ thấy là con cái bạn thì con cái những người khác thì cuối tuần ba mẹ sẽ dẫn đi chơi công viên hay là đi đi đâu đó đúng không và bạn thấy là cả năm bạn không thể dẫn con cái bạn đi đi được một đến hai lần thì nếu như vậy thì bạn sẽ xử lý trong các mối quan hệ đó như thế nào hay là trong cái khi công ty đang nhỏ thì nó sẽ là như này nhưng mà khi công ty lớn hơn thì bạn sẽ phải cân đối các cái thời gian dành cho công ty hay là dành cho cho các cái bộ phận nó như thế nào thì cái 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 tính cân bằng nó sẽ giúp nó giống như là âm dương gì đó nó giúp cho cái việc mà công ty đó đi lên nhiều lúc đó, các bạn sẽ thấy là có các công ty mà được quỹ đầu tư đầu tư rất nhiều vốn vào đúng không bạn nghĩ là ở à, đây là một công ty mà chắc là sắp bùng lên đây rất là ngon đây nhưng mà rõ ràng là việc đầu tư đó nếu mà bạn không cân bằng được thì nó sẽ lại là cái điều không tốt ví dụ như bạn spend quá nhiều tiền cho hoạt động marketing nhưng mà khi mà bạn kiếm được khách hàng thì bạn lại không kiếm được nhiều doanh thu từ khách hàng đó như vậy à, thì như mình nói là cái tính cân bằng là một cái vấn đề cực kỳ khó và ai mà cân bằng được tốt thì người đó sẽ là có cái cơ hội để đi xa hơn, bởi vì có thể đối thủ bạn không phải mạnh hơn bạn mà đối thủ bạn không cân bằng được tốt hơn bạn. Không biết là từ trước uh, tới giờ có một bạn uh, Gen Z nào tìm đến anh để mà xin những cái kinh nghiệm cũng như là hỏi anh về uh, làm sao để mà uh, có thể khởi nghiệp được không? Mình có đi dạy tại một cái trường cao đẳng mình à, yeah. đi dạy cái bộ thương mại điện tử. Ừ. Thì uh, các bạn sinh viên ở đó thì họ cũng thế hệ là gen gen gì gen à. Ừ. à. Thì uh, họ nói là thầy ơi em thấy thầy có đi khởi nghiệp thầy chia sẻ cho em cách để ừ. em em đi ra khởi nghiệp giống như thầy để cho em đi học em cũng thấy chán quá. Thế thì <laughs> mình nói là như này là à, mọi người sẽ nhận thấy là À, công ty A được đầu tư XYS hay là cả xã hội sẽ nó mọi người hãy khởi nghiệp đi vì nó nó làm một cái gì đó mà nó mang lại cái cuộc sống tự do tài chính rồi rồi đấy thì cơ bản á, thì mình nghĩ là mọi người có sự lựa chọn trong cuộc sống của mình ừ. à, và khởi nghiệp là một sự lựa chọn nhưng khởi nghiệp là một sự lựa chọn rất khó ừ. bây giờ bạn muốn trở thành triệu phú bạn có nhiều đường không phải là chỉ có một đường đi khởi nghiệp tất nhiên ở mỗi cái thị trường khác nhau có cách mà họ tiếp cận khác nhau ví dụ như ở thụy sĩ bảo là bảy mươi mấy phần trăm dân số là bắt đầu là học chứng khoán từ lúc rất là nhỏ ừ. học về tài chính đó, học về tự do quản lý tài chính đó, rất là nhỏ họ biết cách thế nào là quản lý tự tài chính ừ. hoặc là ở Israel cũng vậy, có nghĩa là họ sẽ đọc những cuốn sách về tài chính hoặc là quản trị doanh nghiệp ừ. rất là nhỏ để họ biết là đó có phải là sự lựa chọn hay không hoặc là cái quốc gia đó thúc đẩy những cái việc đó ừ. để cho họ đi lên tất nhiên ở một cái quốc gia như mình họ chúng ta mới bắt đầu quá trình khởi nghiệp chắc cũng 20 năm nay có để đây là làn sóng lần thứ ba trong cái khởi nghiệp công nghệ đi theo mình biết thì tất nhiên là khởi nghiệp công nghệ là cái mà gần như nó nó cũng hút được vốn đầu tư hoặc là hút bởi vì nó có thể giúp gia tăng cái tăng trưởng rất là nhanh và có thể mở rộng tại nhiều thị trường thì ở đây mình sẽ thấy rằng là à, vì khởi nghiệp nó khó là vì vì sao vì nó phải cái thứ nhất là về mặt tầm nhìn có nghĩa là đúng là khi mà mình còn trẻ thì mình chỉ đang đi giải quyết một vài vấn đề thôi. Hoặc là mình cũng chả biết là mình sẽ nhìn tới đâu. Ví dụ như tầm ừ. nhìn của mình, mình nhìn 5 năm, 10 năm. Vậy thì cái cơ bản đây là bạn nhìn được trong bức tranh bạn mong muốn là gì trong 5 đến 10 năm nữa. Bạn nghĩ 10 năm nữa thị trường này nó sẽ là như thế nào. Ừ. Các cái nhà cung cấp các đối thủ ở nước ngoài, trong nước nó sẽ như thế nào ở trong cái thị trường của bạn nếu mà bạn không có tầm nhìn thì bạn sẽ đi đến một đi tới một cái con đường và bạn thấy là, Ồ oh, uh, mình 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 biết đó là kết quả vì vì mình chỉ nhìn thấy con đường của một hai năm là ba bốn năm hoặc là mình chỉ đi giải quyết một bài toán rất là nhỏ của thị trường mà nó không đủ để mình có thể lớn được những cái tầm nhìn nó sẽ đóng góp một vai trò khá là quan trọng. Tuy nhiên ở đây mình sẽ thấy là không phải ai cũng nhìn đúng vì vì cái bức tranh mình vẽ ra thì nó khác nhau lắm ví dụ như chiến tranh ukraine hay là các cái, cái cái cái, cái biến động của của nền kinh tế rất là khó đoán được đoán định nhưng mà có thể đâu đó mình phải nhìn được một cách xa hơn từ tầm nhìn đó mình mới quy định lại là ở cái cách mà mình sẽ lựa chọn cái lĩnh vực khởi nghiệp đó là như nào ví dụ như mình bảo quán cà phê mình mở quán cà phê thì nó có mình muốn là quán cà phê phải to nhất châu á hay là hay là chỉ là một quán cà phê nhỏ ở trong một cái nhà xinh xinh ở đà lạt ừ. hay ở đâu đó thì thì mình mình nên nhìn ra được mình đang ở đâu và từ đó thì mình sẽ đầu tư cho cái việc gì để mình trở thành mình vào cái giai đoạn đó thì mình thấy là rõ ràng là cái đầu tiên là mình thay nhìn thấy điều đó sau đó mình sẽ đi tìm những cái mô hình nó tương tự mà nó giải quyết được cái bài toán đó. À, mình có thể localization mình có thể làm một cái gì đó nó tốt hơn. À, như mình nói cái tổ chức á để có thể để có thể mình thấy là có thể khởi nghiệp được là gần như bạn phải à, không giỏi nhiều thứ nhưng mà bạn phải biết biết nhiều thứ và cân bằng được nhiều thứ. Mình nói ví dụ như là bạn không biết cốt nhưng mà bạn phải biết là cái cách mà xây dựng sản phẩm đó như thế nào. À, tiếp thị như thế nào, bán hàng như thế nào. Ừ dòng tài chính như thế nào à, rồi là các vấn đề về con người nhân sự trong doanh nghiệp như thế nào à, rồi bạn sẽ thấy là à, bạn sẽ, sẽ tăng trưởng và scale như thế nào thì nó có rất là nhiều cái cái đấy và gần như là mình thấy là để làm được thì phải một bạn gần như phải hội tụ rất là nhiều ừ. thứ thì mới manage được mới cân bằng được chứ giờ bạn chỉ biết giỏi về marketing thôi và bạn không biết bán hàng là gì hết thì rõ ràng nó biến mất một cái chân trong cái việc bán hàng thì nó lại bị khập khiển yeah. hoặc là bạn bạn rất là giỏi về financial nhưng mà bạn không biết về cái việc định vị sản phẩm hay là thị trường ở đâu ừ. thì rõ ràng nó sẽ khó như vậy rõ ràng là cái tính cân bằng trong việc quản trị và dựa vào cái tầm nhìn để mình đi đến đó nữa thì mình có thể mình nói thì có thể là mình sẽ đâu đó mình sẽ thành công sau những cái lần thất bại đó anh làm cách nào để mà anh lấy lại được cái năng lượng cũng như là anh tìm thấy được cái cái sự đam mê của mình còn ở trong khởi nghiệp ừ, thì như mình nói đó ừ. là mình phải máu ừ. <laughs> có nghĩa là mình phải có cái, cái 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 như mình nói là khởi nghiệp không phải dành cho tất cả mọi người ừ. vì chắc chắn nếu mà gần như là đến chín mấy phần trăm mà khởi nghiệp lần đầu là thất bại ừ. <laughs> chắc xác định là khi bắt đầu ra đời là sẽ thất bại chỉ có khi cuộc đời vã vào mặt bạn thì bạn mới biết là nó nó như thế nào nó nó, ừ. nó dàn khó như nào nhưng mà quay lại câu chuyện của mình thì mình nói là à, cái cái gì nó đang thúc đẩy mình nó đang có thể là sau 8 ca có thể là một vài dự án khác và mình vẫn sẽ làm nhưng mà cái điều mà mình làm nó không phải là cái áp lực của mình bởi vì mình thích làm cái điều đó bởi vì sao mình thích làm điều đó à, mình kể một câu chuyện là ngày hồi nhỏ đó không có đồ chơi thì gia đình mình trong một trường đại học và mình đi khắp cái trường đại học đó để đi gom mấy cái bao rác đó để mình về mình dán mình làm robot, tại vì ừ. hồi nhỏ đâu có cái con robot đâu, mình yeah. phải đi dán cái robot. Sau đó thì có một anh sinh viên ảnh thấy tội quá, ảnh mới cho mình hai 000 đồng mà bảo không em đi làm robot chứ em đâu cần tiền. mà không, người ta tưởng mình đi lượm rác để đi, đi lượm mấy cái hộp rác đó. Ừ. Nhưng mà mình làm rất là nhiều cái con robot đó, Xong rồi mình chán rồi thì, thì mình đi xây mấy cái nhà cát hoặc là mấy cái cái, cái gạch gỗ đó, mình ừ. cứ thấy chỗ nào mà có công trường xây dựng là mình đi gom mấy gạch vụn về mình bỏ vô một bịch, xong rồi mình về nhà mình làm xây nhà, mình tưởng tượng các thể loại kiểu hết nhưng mà mình cứ thích làm tùm lum tà la như vậy à, cho đến khi mình làm ở một công ty nào đó mà mình cảm thấy là nó không có cái gì để cho mình làm nữa là mình sẽ xin nghỉ ừ. ví dụ như mình thất việc thất bại xong mình sẽ đi làm một công ty mình vô mình bày hết các trò ra rồi rồi mình làm đủ mọi kiểu rồi mà mình thấy là hết chiêu rồi Bây giờ công ty này nó chả còn môi trường gì để tôi làm nữa thôi tôi nghĩ tôi chán rồi tôi nghĩ à, thì cái đó mình nghĩ là cái điều mà thúc đẩy mình luôn luôn phải làm một cái điều gì đó có thể là tăng ca hoặc là cái điều gì đó trong tương lai là cái điều mà sẽ giúp cho mình luôn luôn giữ cái ngọn lửa đó để mình làm mình mình nhớ là lúc mà mình đi khởi nghiệp hoa lần đầu tiên là gần như là mình không có cái đồng nào cả tại vì mình đi nhà thì không cho tiền và mình phải cầm cái hợp đồng lao động để đi vay cái ngân hàng tiên phong được 60 triệu và mỗi tháng mình trả hai triệu rưỡi có nghĩa là mình cứ phải xoay trả cái cái số tiền đó hàng tháng để mình đi khởi nghiệp lần đầu tiên á thì đến lúc những lúc mà trong túi mình gần như không có tiền không có tiền ngăn luôn á, tại vì nó không có nó hụt cái dòng tiền á mình mình không có thì dường như là là ở cái tuổi đó mình thấy tại sao mình phải bước vô cái 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 việc mà mệt mỏi và khó khăn vậy trong khi mình đang làm ở một công ty FPT ra mà ừ. mình cũng có một mức lương cũng khá mà sao tại sao mình phải làm như vậy? Nhưng mà mình mình sau đó thì sau cái thất bại đó mình lại học được là à cách quản lý dòng tiền như thế nào, tồn kho dòng tiền và mọi thứ như thế nào, cho, cho những cái sườn lần khởi nghiệp sau. Ừ, nhưng mà quay lại là là cái quan trọng mà mình nghĩ đối với cuộc sống của mỗi con người nó là trải nghiệm ừ. và cái đó mình nghĩ là mình có được nhiều hơn người khác một ít thất bại là một trải nghiệm đâu phải ai được cũng được gặp thất bại đâu và thất bại đến ba lần thì đâu phải có ai nhiều người để có thể thất bại ba lần nó sẽ có thất bại tốt và có thể thất bại xấu và và những cái việc đó thì cái trải nghiệm đó rất là quan trọng trong một cái đời người cho đến lúc có thể là khi mà bạn mình có thể nói là đến lúc bạn già rồi bạn cũng bạn sẽ thấy là bạn đã trải qua bao nhiêu năm tháng ừ. học đại học hay giờ trong tháng mà bạn, bạn 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 trưởng thành hay bạn đứng dậy thì bạn thấy là bạn đã tham gia rất rất nhiều trải nghiệm và cái trải nghiệm đó nó rất là đáng quý đối với mỗi con người và ừ. bọn mình nghĩ là tất nhiên khởi nghiệp thì phải xu hướng đến cái việc là đưa doanh nghiệp để vận hành hoạt động kinh doanh trở nên thành công nhưng mà những cái trải nghiệm nơi đó là những cái trải nghiệm rất hiếm dành cho những người có thể dám dấn thân và bước vào ừ. để có được những cái trải nghiệm như vậy sau tan ca thì liệu nó có thêm một cái ứng dụng nào khác hay không hay là một cái uh, lĩnh vực nào khác luôn không? mình đã làm ở nhìn một số công ty cũng có những công ty uh, được gọi là thành công họ đã kiếm và những công ty cũng kiếm được khá là nhiều tiền ừ. uh, nhưng mà uh, mình luôn nghĩ rằng là cái trong cuộc đời chúng ta tạo ra được cái sản phẩm gì như mình nói mang lại cái giá trị cho xã hội cho đất nước mình nhưng mà cái lớn hơn á là liệu ừ. rằng cái, cái 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 thời đại mới cái trí tuệ thì mình có thể áp dụng những cái trí tuệ của mình để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác ừ. ở trên toàn cầu hay không như mình nói rằng là là thế hệ Kansas, thế hệ gần nhất thì chúng ta có nhiều cái điều kiện để có thể tiếp cận với thị trường toàn cầu tiếng anh chúng ta tốt hơn công nghệ chúng ta nhiều hơn ừ. à, quỹ đầu tư hoặc là hệ sinh thái sau khoảng 5 đến 10 năm nữa nó có thể hoàn chỉnh hơn nhưng mà liệu rằng trong cái cuộc chơi đó thì là mình sẽ các cái startup việt nam sẽ chơi cuộc chơi đó với các doanh nghiệp toàn cầu tại việt nam hay là ở nước ngoài như thế nào như vậy bọn mình nghĩ là làm sao để ông ca phải sợ một ông khác ở philippines hay là ở thái lan trong một cái giai đoạn tương tự ừ. mình có thể chiến đấu và mình thất bại nhưng mà hãy cứ làm đi và rõ ràng mình muốn nói là à, ok tân ca cứ bước ra ngoài uh, thế giới và để xem thử là mình có thể đánh nhau ở thị trường đó như thế nào tất nhiên ở đây uh, mình phải biết cái gì mà mình mình mạnh cái gì mình yếu để ừ. mình không phải lựa chọn những cái con đường không đúng ừ. nhưng mà rõ ràng là uh, nó là ước mơ và nó là một cái hướng vẽ ra tốt hơn là bọn mình nghĩ là bọn mình vẫn có thể có những lợi thế ừ. để có thể không quá thu thiệt so với ở Đông Nam Á, các stop yeah. ở Đông Nam Á hoặc là đâu đó mình có thể lựa chọn ở trên cái thị trường ở các cái nước phát triển hơn mình. Nhưng mà mình vẫn nghĩ là ở một cái thị trường toàn cầu nó rất là lớn và nó sẽ thỏa mãn cho cái có thể là cho cái tham vọng hay là cái, cái 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 hướng đi của mình. Thì như vậy thì mình cứ nhìn thấy cái bức tranh như vậy thì mình cứ tiến đến và tất nhiên là mình sẽ chưa nghĩ là sau Tanka thì sẽ là cái gì vì mình không ừ. thể vẽ được điều đấy. Nhưng mà mình sẽ nghĩ là làm sao để có thể Tanka có thể phục vụ cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp ở trên toàn cầu và cho hàng triệu người. Thì đó là cái mong muốn của bọn mình. Em rất là cảm ơn anh Quân đã nhận lời tham gia podcast số 7 của Gen Z. Và cũng như là cảm ơn anh vì những cái chia sẻ từ nãy đến giờ của anh. Và cảm ơn mọi người đã xem hết podcast ngày hôm nay. Đừng quên like, share, subscribe cho kênh Tiếng Việt nha. À, cảm ơn mọi người.